Tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996 tháng 3 năm 2022 Nhâm Dần. Đừng coi thường con giáp này trong tháng 3 âm lịch, bởi vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà mua xe, tiền tiêu vô kể. Bất kể là những con giáp khác ra sao, nhưng với con giáp này chắc chắn sẽ giàu đất tường đổ vách, sống trong giàu sang phú quý. Mệnh chủ tuổi Bính Tý tháng 3 âm lịch càng bị người đời chà đạp, khinh miệt, coi thường, lại càng có nhiều thành tựu lớn lao trong công việc. Hậu vận vô cùng giàu có kể từ sau rằm tháng 3 âm lịch, khiến cho rất nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt. Thưa quý vị, vốn dĩ đời người phải trải qua nhiều giai đoạn mới thật sự trưởng thành. Trời sinh mỗi người một số mệnh, chính vì vậy không phải ai sinh ra cũng được sung sướng, thì chắc chắn họ sẽ sung sướng cả đời. Ngược lại, không phải ai sinh ra chịu khổ sẽ phải chịu lầm than cả kiếp. Con giáp này là một trong bốn con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, phúc phận song toàn, có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Có những người chỉ cần bước qua một giai đoạn khác thì vận mệnh sẽ thay đổi. Người xưa có nói, cuộc sống sung túc đủ đầy thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần may mắn. Chính vì vậy, trong 12 con giáp sẽ có con giáp được trọn vẹn điều đó, bất kể cuộc sống của những người khác ra sao. Nhưng với con giáp này thì chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, thì không giàu nứt từng đổ vách, cũng sống trong giàu sang phú quý cả đời và không bao giờ phải thiếu thốn bất kỳ một điều gì. Viên mãn đủ đầy trong năm 2022 Nhâm Dần. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi vận trình của những người tuổi Tý trong tháng 3 âm lịch này. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Tuổi Bính Tý là những người thuộc mệnh thủy. Trong cuộc sống, họ chịu nhiều phen lao đao, vất vả. Tuổi thơ gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn. Nhưng tới trung vận, mọi sự sẽ dần thay đổi, giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Họ là những người có tài ngoại giao, linh hoạt trong xử lý mọi tình huống. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ bạn bè, họ lại hầu như không có bạn chí cốt bởi họ khó hòa hợp với bạn bè. Do đó, người sinh năm 1996 có thể có nhiều mối bạn làm ăn cùng chí lớn, nhưng về phương diện bạn bè tâm giao thì hầu như không có. Khi hành động, người tuổi này có phần bảo thủ cứng nhắc, không dám đi ngược dòng chảy mà luôn thuận theo xu hướng. Đây cũng là điểm thể hiện khả năng tính toán và cơ trí, cảnh giác hơn người của họ, giúp vận thế của họ tuy không có nhiều nổi bật nhưng vẫn có thể phát triển khá tốt. Tuy nhiên, quá cẩn trọng trong mọi chuyện khiến họ thà chịu cô đơn chứ không muốn mạo hiểm. Trong công việc, dù là cấp trên, đồng nghiệp hay cấp dưới đều có mối quan hệ khá tốt với người này. Họ có khả năng vận dụng mối quan hệ xã hội rất tốt, nhờ thế mà công việc suôn sẻ, thuận lợi. Sự nghiệp cơ bản đã ổn định. Trong tháng này, tuy bản mệnh không gặp được nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, song chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì ắt sẽ nhận được phần thưởng tương xứng. Nếu công việc vất vả, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm hoặc phải đi công tác trong thời gian dài, bản mệnh cần trao đổi tâm sự với người nhà để đôi bên cùng thấu hiểu và tạo điều kiện giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, người độc thân mong muốn tìm được nửa kia của mình, song do với tính cách hướng nội nên khó tìm được người ưng ý. Người đã lập gia đình cần phải cố gắng duy trì nếp sống, thường xuyên giúp đỡ tâm sự với nửa kia cũng như con cái để xây dựng mối quan hệ bền chặt theo thời gian. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Giáp Dương Mộc nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh, xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Bính Tý cần phải hết sức chú ý và cẩn trọng trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cần chú ý có tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Khối lượng công việc tăng lên, nhưng bạn gần như luôn phải tự mình làm tất cả mọi việc. Có đôi lúc bạn sẽ cảm thấy nản chí vì những vất vả mà mình đang chịu đựng. Đã vậy, lại thêm cạnh tranh nội bộ, mâu thuẫn với đồng nghiệp, bất đồng với cấp trên càng khiến bạn nghi ngờ liệu những gì mình đang cố gắng có là đúng đắn hay không. Tuy nhiên, may mắn rằng sau tất cả, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết ổn thỏa mọi khó khăn bằng chính năng lực của mình, bộc lộ vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể và nhận được sự tán thưởng công nhận của tất cả mọi người. Tháng này, đam mê học hỏi không ngừng khiến chính người tuổi Bính Tý cũng cảm thấy ngạc nhiên với niềm đam mê ập tới trong mình. Thế nhưng lúc này gia chủ tuổi Bính Tý không phù hợp để tiến hành việc đó quá mới mẻ, nên bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít, vấn đề sẽ hiệu quả và tốt hơn.
Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Bính Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài vận trong năm thăng trầm bất ổn, kinh doanh buôn bán có lộc tùy từng thời điểm, được mất đan xen, được nhiều nhưng mất cũng không hề ít. Bên cạnh đó còn phát sinh nhiều chi phí ngoài ý muốn do anh em bạn bè hoặc bị lôi kéo đầu tư thiếu hiệu quả. Tốt nhất nên tránh các dự án đầu tư bất động sản trong năm nay, đừng vì tham cái lợi trước mắt mà đặt cược những gì mình đang có. Nên tiết kiệm, biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì xảy đến với mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Bính Tý không cẩn thận. Đây chính là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm việc quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành đi xa cũng cần phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh lại chế độ ăn uống, tập luyện. Các gia chủ tuổi Bính Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Bính Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển tốt đẹp. Nếu tích cực tham gia vào các buổi giao lưu, tụ tập bạn bè, bạn hoàn toàn có thể sớm tìm được người phù hợp với mình. Nam mệnh không nên rụt rè trong việc chủ động làm quen với bạn khác phái. Nếu có thiện cảm với ai, hãy tiến đến gần để tiếp xúc và hiểu hơn về đối phương, đừng chờ đợi người ta chủ động liên lạc với mình. Mối quan hệ giữa bạn với người lớn trong nhà nói chung hòa hợp, bạn cần lắng nghe lời khuyên của những người đi trước nhiều hơn, nhất là trong những vấn đề mình còn chưa hiểu rõ. Người đã lập gia đình về cơ bản vẫn giữ được bầu không khí hòa hợp trong nhà, dù đôi bên vẫn đang ở trong quá trình dung hòa và thích ứng với một trang mới trong cuộc sống. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Thìn, lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Bính Tý trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 3 năm 2022, tức ngày 11 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Sai Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 3 năm 2022, tức ngày 23 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Tý trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022.
ngày âm lịch ngày 6 tháng 3 năm 2022, tức ngày 6 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 3 năm 2022, tức ngày 18 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc quan trọng liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng trong ngày sẽ dễ có kết quả cao, hoặc là những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Tý sinh năm 1996 trong tháng 3 âm lịch. Qua đó, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất từ kênh. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.